Hiện tại đang là buổi chiều ngày 25 tháng 11 năm 2019 thì chúng tôi là vừa bàn giao xong nhà bác Tâm ở tại cầu Bến Sơn, Yên Lập. Một bộ sập gỗ hương Nam Phi, kích thước 1m8 x 22, sập trơn. Đây trên hình quý vị, đây là bác Tâm, bác chủ nhà đấy nhé. Đây, cầu Bến Sơn, Yên Lập. Gần nhà, trước là chúng tôi có bàn giao nhà bác Nhị. Bộ sập đây hôm nay nhà bác Tâm này, bác cũng gần nhà bác Nhị này. Vâng, vâng. Đấy, đây là bác chủ nhà nhé. Thì đây là kích thước 1m8 x 22 này. Đấy. Bác ơi, như sập này ưng ý cho bác. Tương đối. Hôm nay là tương đối rồi. Không 100% được nhưng mà vâng, cái hai cây gỗ khác nhau nên là màu nó không thể thấy được. Cùng một cây mà nhiều khi gốc với ngọn nó còn đang hơi sậm màu. Nhưng mà thế này là nuột nạc rồi. Đây là sập trơn dạ quỳ ma cá, chân quỳ dạ cá cổ liền. Đó, mọi người có nhu cầu hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0957510886 nhé. Cơ sở có địa chỉ ở tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây, vườn gỗ hương tự nhiên này, quý vị thấy đây. Do là chúng tôi quay ở trong nhà nên là ánh sáng nó không được chuẩn lắm, nó không giống với màu thực tế sản phẩm. Quý vị có thể đến trực tiếp cơ sở chúng tôi để xem sản phẩm mộc thì nó dễ hơn. Vườn gỗ đây. Khu vườn nhà bác, các vị thấy được rất là nhiều bưởi. Phía trước này là cầu Bến Sơn này, bên này là thị trấn Yên Lập, phải đang xây dựng, đang trong quá trình xây dựng này. Ngôi nhà của bác các vị nhìn nhé.